Thôi mất dáng rồi. Lại quặn lại như ngày trước. Chân lại quạt ra, Chân lại còn dài. chân thẳng ra thì mình lấy cao được là ken. Kể tí nào. Con ơi, con ngủ dậy. Được rồi, kết thúc. Thôi rồi. Không chơi à? Thôi. Tư thế này, tư thế dạ, của đại cao thủ đấy. Đại cao thủ tương lai. Thôi, kết thúc.